Ông về ông dưới mái xa xăm, chúng tôi trên dương trần luôn tưởng nhớ đến ông.
từ nay lắng hơn trong mọi chuyện trò thế sự, còn đốt lửa tấn bóng lúc cao mò vẫn biết là quy luật so lòng thật không cần dù nhiều không tránh khỏi mà vẫn đau trong dạ. Ông đã đi xa nhưng nhà nước tiến công sự sự xóm làng học tập đức đền đan các con ông áo mới nghĩa sớm hôm tập lành quạt lòng tớ tóc cũng hiền chưa áo trà ôn hơi nấm áo dày cơm nặng biển trời không xiết đến công lao nay hiếu từ hãy còn nỗi vì sợ mà phụ thân đã vội hãy xa trời tha nguyện xin được thắp nén hương để biệt ông cầu mong tin có những cảnh nhà cũ yên tâm sát ở nơi kinh thổ chốn âm giới bóng về đến mình nơi dân trần luôn nhớ khói hương xin đề nghị tất cả chúng ta hãy hướng về bóng hồn bóng trần thức trình để cầu nguyện cho người an lạc và khỏi khủng hoảng trước lúc di quan yêu cụ về nơi an nghỉ hồn chúng ta hãy dành một phút hoàn niệm để tưởng nhớ đến cụ.